Mới sáng mở mắt ra là thấy chị đẹp đang nấu gì vậy ta? Mà bữa nay cũng không biết ăn gì hết trơn á, nên lục cái tủ lạnh coi còn gì thì mình cứ bỏ vô thôi. Thành phẩm là nguyên cái chảo thập cẩm này nè, mình gọi nôm na là bánh mì chảo á. Nhiều lúc cũng lười ăn lười làm lắm, nhưng mà không làm mà đòi có ăn thì chỉ đói thôi đúng không? Lâu lâu vô bếp cái cho ông táo nhớ cái mặt của mình. Mà sẵn bật công tắc cái miệng này rồi thì đẩy tiếp luôn cái bịch da heo chân ái của mình thôi. Ta nói cái miếng da heo này cắn một cái là giòn rụm, chấm miếng sa tế muối tắc là nuốt nước miếng không kịp luôn nha. Công nhận cái này vị cay cay mà cắn nghe rộp rộp đã tay dễ sợ. Mà làm như thấy mình hay ăn ba cái đồ cay nóng, nên nay chị đẹp bày ra nấu cái chè dưỡng nhan giải nhiệt. Được cái mua chỗ quen này lúc nào cũng có cái tờ công thức sẵn dễ nấu lắm. À thấy dễ gì đó, chứ chị đẹp nấu còn mình không biết. Nói chung cái này chỉ cần ngâm trước là nấu khỏe ra. Ví dụ như 12 giờ khuya ngâm tới 12 giờ trưa mai còn nấu. Không thích á thì 12 giờ trưa ngâm tới 12 giờ khuya dậy nấu cũng được nha. Mình thích ngâm cái giờ tâm linh vậy đó. Chứ cái chỗ bếp chè Thái này hướng dẫn ngâm lúc nào thì ngâm nha. Ta nói nhìn cái chén chè toàn là thứ bổ dưỡng mát rượi không à. Đợi nó một nồi xong chia thành chai nhỏ để tủ lạnh lúc nào thích thì lấy uống quá là tiện luôn. Mà tự nhiên thấy thanh lọc mát mẻ quá, nên rủ chị đẹp đẩy thêm hộp sầu riêng này cho nó nóng bớt chứ không gì. Sầu riêng gì mà ngọt béo ngon muốn xỉu luôn.